Con kính hành lễ sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường. Nhà thư sư cho con hỏi, dạo gần đây khi các ngài Tam Tạng hoặc quý sư Myanmar qua Việt Nam thì con thấy các cư sĩ có tặng hoa sen cho quý sư. Khi tặng hoa cho quý sư và được các sư nhận thì như vậy có phạm giới cầm chung một đồ vật với người nữ như trước đây sư có đề cập trong bài giảng khi người nữ làm phận sự ở chùa vân vân. Do con rất hoan hỷ với việc cúng dường hoa đến chư tăng và vật thực mỗi khi đặt bát, thì khi kết thúc khóa tu gieo duyên con cũng hoan hỷ được tặng hoa sen như chúc mừng quý sư quý cô tu nữ đã hoàn mãn khóa tu. Con nghe tích Phật khi tiền thân Đức Phật và Gia Du Đà La cũng chia xớt bông sen cùng nhau dâng Đức Phật. Con sư xin sư vì lòng bi mẫn giảng giải giúp con. Cái này là do vị sư khi nhận á, vị ấy khéo léo. Tại vì ở trong tạng luật có mô tả rất chi tiết. Thí dụ như là khi vị ấy nhận mà vị ấy nhận với sự chánh niệm, không có khởi dục á, thì không vấn đề gì. Thành ra là khi các sư nhận vật phẩm cúng dường thì các sư phải rất là cẩn trọng. Còn nếu không thì có thể là ôm cái bát đó rồi để Phật tử để vào. Như vậy mình sẽ tránh được tối đa. Còn như ở Thái Lan thì các sư lại còn có một miếng vải nó phủ ra. Nhiều khi quý vị thấy, quý vị thấy lầm màu tùy thôi. Phủ ra đó rồi đó, để ra rồi người ta để đồ lên rồi xong rồi lấy rồi mình kéo tấm vải lại. Thì đó là những cái cách của quý sư. Còn cái chuyện quan trọng nhất á, vẫn là các sư giữ gìn chánh niệm, thì như vậy thì không vấn đề gì. Còn khi mà các sư khiêng đồ chung á, thì nhiều khi mất chánh niệm thì như vậy thì sẽ phạm giới. Thì đó là sự chia sẻ của sư. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không? Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì quan điểm với Đức Hạnh Tuệ thì cũng sư cũng hoàn toàn đồng ý. Có nghĩa là cái này do cái sự khéo léo, đầu tiên cái sự khéo léo tác ý của người cư sĩ cúng dường. Có nghĩa là cái vấn đề là nó nằm ở hai cái phương diện. Phương diện là người cư sĩ mình và quý sư, đúng không? Thì nếu mà mình khéo léo mình biết cái cách cúng dường sao mà cho nó hợp lẽ luôn, nghĩa là quý vị luôn biết cách mà làm sao cho hợp luật á, không, làm sao cho hợp luật á, thì cái đó là cái điều tốt nhất, đúng không? Cái thứ hai là như Đức Hạnh Tuệ nói thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Có nghĩa là khi mà khi tăng nhận á, quan trọng nhất là khi mình nhận đúng thật sự là gì, đúng thật sự là mình phải có cái chánh niệm tỉnh giác trong cái hư việc, là mình biết ở đây là mình nhận với cái tâm gì như thế nào, đó là cực kỳ quan trọng. Cho nên là cái câu hỏi này á, là nếu mà có vị nào mà thắc mắc cùng cái vấn đề này vậy như này như thế này á, thì chỉ cần mà mình nghe lại rồi mình suy ngẫm rồi thậm chí là mình tham khảo thêm những cái kinh nghiệm á, kinh nghiệm của những vị cư sĩ mà họ thường hay khéo léo cúng dường quý sư á, không, làm sao cho nó hợp lẽ nhất á, không, để mỗi khi mà mình làm cái thiện sự gì á, nó luôn được trọn vẹn nhá. Và đó là như thế thôi quý vị. Chỉ cần nghe lại, ai cùng cái câu hỏi này chỉ cần nghe lại thôi, đi nghe lại để mình hiểu rõ hơn, mình làm sao cho nó hợp lẽ thôi. Em xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.